Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vừa khởi công, Bộ Giao thông Vận tải đã thúc tiến độ thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đầu tư án thành phần và giao các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư. Đến nay, các chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần. Để tổ chức triển khai các dự án thành phần ngay sau khi khởi công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch thi công tổng thể, kế hoạch thi công chi tiết từng hạng mục, kèm theo kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Các ban quản lý dự án cùng phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các bộ, ngành có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2 năm 2023 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 18 của Chính phủ. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu thi công khẩn trương làm việc với các cấp chính quyền của địa phương để hoàn tất các thủ tục khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng đáp ứng tiến độ thi công của dự án, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thực hiện nghiêm túc công tác giám sát theo quy định, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế nếu có, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế của hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu bố trí đầy đủ số lượng kỹ sư tư vấn giám sát đảm bảo năng lực theo quy định của hợp đồng, tổ chức giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà thầu trên công trường, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định. Về phía các nhà thầu, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tại hiện trường ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án, thành lập phòng thí nghiệm hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình theo quy định. Các nhà thầu cũng phải tổ chức thi công các hạng mục công trình tuân thủ quy trình thi công, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu của dự án, văn bản nêu rõ. Trước đó, ngày 1 tháng 1 năm 2023, Giao thông Vận tải đã phối hợp với các địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và phát động thi đua tháng cao điểm giải ngân vốn đầu tư công. Đây là lần đầu tiên Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công đồng loạt kết nối trực tuyến 12 dự án thành phần có quy mô lớn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam.